Sáng nay ngày 30 tháng 11, lực lượng cứu hộ cứu nạn huyện Lạc Dương và tỉnh Lâm Đồng tiếp tục triển khai phương án tìm kiếm hai du khách mất tích do bị lũ cuốn vào chiều ngày 29 tháng 11 khi cùng với nhóm du khách 64 người đến từ thành phố Hồ Chí Minh đi du lịch trải nghiệm tuyến leo núi Bi Đốp, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. Đến khoảng 16 giờ 45 phút hôm qua 29 tháng 11, lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công hai du khách gồm Đỗ Hoàng Dũng sinh năm 1992 và Đặng Quốc Hoài Trinh sinh năm 1987 đều ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh khi họ bám được vào gốc cây giữa dòng nước lũ. Hai người đang mất tích được xác định là Nguyễn Thị Hà My sinh năm 1989 và Lê Thị Quỳnh Trang sinh năm 1992. Chúng tôi cũng đã ban bạc và sẽ tính toán là sẽ đưa lên một cái phương án thật đảm bảo, vừa đảm bảo cho an toàn của cái lực lượng để tổ chức tìm kiếm. Và hiện nay thì hai trường hợp mà chúng ta đưa được vào bờ thì sức khỏe đã ổn định. Còn hai trường hợp tiếp theo thì chúng tôi tiếp tục là cho làm rõ về cái thông tin nhân thân. Sáng nay các lực lượng chức năng của địa phương tiếp tục triển khai các phương án tìm kiếm hai du khách mất tích. Tại hiện trường, lãnh đạo huyện Lạc Dương cho biết lực lượng cứu hộ hơn 150 người được chia thành các tổ để tìm kiếm nạn nhân tại nhiều đoạn trên suối kéo dài khoảng 5 km, đồng thời sử dụng thêm thiết bị flycam bay dọc suối để hỗ trợ tìm kiếm. Hiện công tác tìm kiếm hai du khách bị mất tích đang được các lực lượng của huyện Lạc Dương và tỉnh Lâm Đồng triển khai tích cực.